À, cái cảnh cõi ta bà này đồng đạo bảy siêu đã nấu trình bày cùng với quý vị nãy giờ đó là một cái cảnh khổ vô cùng không thể tưởng tượng được. Mà chúng ta khi đó mà tu tập làm sao mà chúng ta coi như là thoát qua được, nên gọi là vượt. Vậy là cái cảnh khổ của cõi ta bà này quý vị mình được biết là không biết bao nhiêu những cái khổ, phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chậu. Là cảnh ta bà này là một cái cõi khổ, mà cõi khổ coi như là không một người nào mà chúng ta tránh thoát được. Như vậy tất nhiên là chúng ta đang sống trong cảnh khổ. Mà ai có một thiện chí, ai có một tinh thần để vượt qua được cái cảnh khổ này, đó gọi là vượt cảnh khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện cho gia tộc, gia đình, và kính đến anh chị Úc đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên. Kính thưa chư quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Úc Loan, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình. Lát nữa đây chúng ta hợp tâm để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ hưởng linh người quá dạng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó là đồng đạo Úc Loan và mời tất cả chư quý vị xa gần trở về dự diện được đông đủ, và năm nay cũng không kém phần long trọng. Và tất cả chư quý vị các tỉnh các nơi rất là đông đủ và được doanh túc mãn đường, và làm cái bổn phận để mà cùng với gia đình cầu nguyện cho người qua giảng. Đây là một việc làm cao cả, cũng là một việc làm mà chúng ta đó là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khua giọng giảng để thức phổ phương chấn hưng trên hòa thân trong người nguyện viên là người mang đạo của Đức Thầy. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải gấp tâm và làm sao để mà đáp đền cái công ơn của tổ thầy sâu nặng. Cho nên muốn đền đáp cái công ơn sâu nặng của Đức Thầy không chi khác hơn là chúng ta đoàn kết yêu thương, đau lưng xây cật chân dai thích cánh, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Làm được điều kiện như trên thì tổ thầy rất là vui vẻ, vì Đức Thầy đã hằng mong ước cho tất cả tín đồ của Thầy luôn luôn lúc nào cũng là bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau, mà vừa qua rồi quý vị mình cũng ngồi lại lắng lòng theo dõi qua được đồng đạo bảy siêu và đến với tất cả chư quý vị qua cái tiêu đề tự chọn, mà tiêu đề đó là sống không khổ mà thác coi như là cũng không có bị khổ đau. Cho nên cái là đề tài hết sức là chí lý qua cái cuộc sống và kinh nghiệm tu hành của mình. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi và tất cả chư quý vị đồng tình và cho chúng tôi qua cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi toàn bộ đây, nhân sự tuần sự này quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung giáo lý, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị để mà cùng nhau, để mà thực hiện qua chương trình, để mà đáp ơn Tam Bảo. Thưa chư quý vị, thì giờ đây coi như là cái giờ nó cũng hơi trưa, cho nên bây giờ chúng tôi coi như là cũng tiết kiệm trong thời gian và gửi đến quý vị cái lời nói đầu gió gọn, ít ít vậy thôi, để mà đi sâu vào trong chương trình trao đổi giáo lý. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng xin trở lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em
và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư đồng đạo và tất cả chư quý vị, và xin trả lại cho sứ ngôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây xin mời anh Nam Tùng đến đây để đặt câu hỏi đầu tiên. Xin mời anh. Chị xin đi nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị Úc, quý đồng đạo có mặt hôm nay thân kính. Hôm nay thì anh Tư lên đây để giải trình những cái giáo lý của Đức Thầy, những cái mà quý đồng đạo chúng ta chưa nghiên cứu, am hiểu và chưa hiểu biết những cái đường lối để mà hành đạo, mà nói tu mà không biết tu bằng cách nào. Hôm nay thì chúng tôi có 4 câu để hỏi anh Tư, để anh Tư giải trình để quý đồng đạo chúng ta nắm bắt được, để là biết phương hướng để hành trì, để cuối đời được là giải thoát hoặc là giải quyết sinh tử. Kính thưa anh Tư, Đức Thầy cho biết là vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, phiên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu miệng niệm, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Vậy là vượt cảnh khổ muôn phần u ám là muôn phần u ám như thế nào, nhờ anh chi tiết dùm để đồng đạo chúng ta nắm mắt. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, và muôn bề là bề nào ha. Rồi phiên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu miệng niệm thiện niệm trong về Tây Phương. Vậy là cúi đầu là lễ Phật, miệng niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tư tưởng là hướng về trong về Tây Phương để cầu giải thoát sinh tử, giải quyết sinh tử. Nhờ anh giải trình và chi tiết để cho đồng đạo chúng ta biết phương hướng. Chuyến này chúng ta tu cái câu cuối là chúng ta, đồng đạo chúng ta là giải thoát hết, giải quyết sinh tử hết, không còn luân hồi ở thế gian nữa. Vậy lời nói đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo Nam Tùng nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó 4 câu. Và trong 4 câu đó là giữa cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Vậy thì bây giờ trong 4 câu giảng mà được đồng đạo Nam Tùng nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái bài thu đã cuối. Mà bài thu đã cuối đó là Đức Thầy viết là ở tại nhà thương chợ quán, mà Đức Thầy viết vào ngày 30 tháng 9 năm 1940, và có tất cả vậy đó là 150 câu. Mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây 4 câu cho chúng tôi bàn. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ, là vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Mà cảnh khổ muôn phần u ám, mà cái gì u ám vậy? Mà ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, tại sao ganh ghét hờn mà nó bị thảm dữ vậy? Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, là Đức Thầy kêu gọi tất cả chúng sanh phải thiện niệm như thế nào đó để mà trong về Tây Phương. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua 4 câu giảng mà được đồng đạo Nam Tùng nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ trong đó là 4 câu đó là 4 câu chót hết rồi trong bài thu đã cuối. Cô bác anh em chư đồng đạo, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, mới vượt cảnh khổ muôn phần u ám, mà ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Vậy thì bây giờ vượt cảnh khổ là ở đây là giữa cái là siêu việt, tất nhiên là đi qua, mà những cái gì gian nan khó khăn thử thách mà chúng ta đi qua được nên gọi là vượt. Mà cái cảnh cõi ta bà này đồng đạo bảy siêu đã nấu trình bày cùng với quý vị nãy giờ đó là một cái cảnh khổ vô cùng không thể tưởng tượng được, mà chúng ta khi đó mà tu tập làm sao mà chúng ta coi như là thoát qua được nên gọi là vượt.
Vậy là cái cảnh khổ của cõi ta bà này quý vị mình được biết là không biết bao nhiêu những cái khổ, phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Là cảnh ta bà này là một cái cõi khổ, mà cõi khổ cứ như là không một người nào mà chúng ta tránh thoát được. Như vậy tất nhiên là chúng ta đang sống trong cảnh khổ. Mà ai có một thiện chí, ai có một tinh thần để vượt qua được cái cảnh khổ này, đó gọi là vượt cảnh khổ. Nhưng mà vượt cảnh khổ phải trải qua muôn phần u ám, cô bác anh em chị đồng đạo. Mà nếu như chúng ta không trải qua được những cái thành phần u ám là không bao giờ vượt qua được cảnh khổ. Vậy cái thành phần u ám đó là cái gì? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, u là tối, mà ám tất nhiên là bị đen tối. Vậy là u ám tất nhiên con người chúng ta bị sống trong cảnh đen tối. Mà sống trong cảnh đen tối là hàng ngày chúng ta coi như là bị quay quần, không bao giờ thoát ly ra được, nên gọi là đen tối. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết ngoài kiếp phù du có cái, ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn, là cảnh đó cảnh sáng, phải không? Di dịch chẳng diễn vĩnh viễn trường tồn là cái cảnh đó là cái cảnh coi như là bất sanh bất diệt. Còn cái cõi mà chúng ta đang sống đây tất nhiên là chúng ta sống trong cái cảnh tiểu ti eo hẹp, cho nên nó là đen tối. Mà cái cảnh đen tối này chúng ta cứ quay quần, không bao giờ mà thoát ly ra được. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là khá chí tâm, khá chí tâm học hành kinh sám mới thoát nơi miền hắc ám phong ba. Là cảnh trần này là cái cảnh hắc ám, là cái cảnh phong ba, là cái cảnh tối tâm, nghe không? Là cái cảnh tối tâm. Vậy thì bây giờ cái cảnh này sao bị tối tâm vậy hả cô bác anh em chứ ông đạo? Có gì lạ đâu. Đức Thầy mới bảo cho chúng ta trong cái bài mà thay lời tựa đó, tất nhiên là sứ mạng của Đức Thầy đó, là người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải đọc. Đời này thì tâm trí con người tối đen, mà đời tất nhiên là chúng ta đang sống đây. Vậy thì bây giờ chúng ta đang sống trong cái cảnh tối đen, phải không? Mà cảnh tối đen đó là Đức Thầy mới chỉ dạy cho chúng ta coi như là cái cách để mà chúng ta được thoát đi cái cảnh tối đen đó. Thì bây giờ phải trải qua vượt phần u ám, mà phải trải qua, mà trải qua vượt phần u ám nó phải trải qua bằng cách nào? Là phải khá chí tâm. Sao nữa? Khá chí tâm học hành kinh sám. Là chúng ta phải chí tâm học hành kinh giảng Đức Thầy mới vượt qua phần u ám được. Còn người nào mà không coi kinh sách Đức Thầy sao mà vượt phần u ám nổi, phải không? Vậy thì hàng ngày chúng ta nên coi kinh, coi sách, coi giảng Đức Thầy. Lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, đây tất nhiên là vượt phần u ám. Lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vượt được cái phần u ám. Tất nhiên không mê tín dị đoan mà nhờ kinh sách của Đức Thầy. Vậy là khá chí tâm học hành kinh sám mới thoát nơi miền hắc ám phong ba. Mà câu này Đức Thầy nói là vượt cảnh khổ muôn phần u ám, chứ không phải là một phần. Vậy là muôn phần u ám tất nhiên là cái sự tối tâm của chúng ta, mà không coi kinh sách của Đức Thầy làm sao chúng ta vượt được, phải không? Rồi bây giờ khi coi kinh sách xong chúng ta vượt được phần u ám, vậy thì bây giờ chúng ta mở mang kiến thức được là mới có kiến giải thôi, mới văn tự bát nhã thôi đồng đạo tụng. Rồi bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Là phải theo học đạo màu nữa, tất nhiên là trong khi đó là phải nghiên cứu đạo màu sâu nữa, học thêm. Học đạo màu xong rồi bây giờ vượt được cảnh khổ chưa? Chưa được hết đâu. Mà Đức Thầy bảo cho chúng ta rồi, cần phải học rồi cần phải hiểu. Học mà không hiểu thì làm sao vượt phần u ám nổi, phải không? Phải hiểu. Mà Đức Thầy bảo cho chúng ta hiểu đó là sao? Đạo mà hiểu rồi đó nghe, ngon tợ gỏi nem, tuy cõi thế lắm lem trần tục. Hiểu được đạo rồi là ngon tợ gỏi nem, hết sức là quý báu vô cùng. Mà khi hiểu rồi đó, trong khi đó chúng ta coi như là vượt được phần u ám đồng đạo đồng tùng. Hả? Hiểu trong khi đó, hiểu rồi trong khi đó là chúng ta phải làm, phải không? Cho nên hiểu rồi mà đạo hiểu thông mà cứ ngồi lì, kệ kinh không thể thay đi cho mình. Pháp môn có hàng nghìn muôn cách nhưng mà chung quy là giải thoát mà thôi. Đi
thuyền đi bộ thì người mới về tới chỗ được rồi ở con. Vậy thì bây giờ hiểu rồi chúng ta phải đi, hiểu thông mà cứ hiểu thông rồi tất nhiên kinh sách hiểu biết hết chỗ nào mà kêu đi không đi. Ta kêu đi tôi có thiện, tôi có cái gì phương tiện cũng có chứ. Mọi người ông đi không? Nó thôi bây giờ ai đi đi, tôi không đi. Không đi không? Đó tất nhiên. Nhưng mà hiểu đâu phải làm sao? Hiểu đó Đức Thầy mới giác định cho chúng ta biết cái người hiểu đó là, đó là Đức Thầy mới nói thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo màu màu bước xuống. Hiểu đạo phải màu màu bước xuống là phải đi liền. Vậy là hiểu đạo mà trong khi đó chúng ta không đi, làm sao vượt thần u ám được, phải không? Cho nên quý vị được biết là Đức Thầy còn nhắc lại cái gương hạnh cung cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn miễn vậy, miễn hiểu đạo hơn là châu bạc. Cho nên khi ông hiểu đạo rồi, vàng bạc ông coi như là không có mạng gì tới chân, đem xe ra coi như là để mua cái giường của Thái tử Kỳ Đà. Còn mình giờ hiểu đạo mà trong khi đó không chịu, coi như là đem ra, không chịu xe ra mà cứ đem vô không vậy đó, mà hiểu đạo sao hả? Không đem dùng đạo, phải không? Hiểu đạo là đem ra giống như cấp cô độc vậy mới hiểu đạo đó. Vì vậy cho nên chỗ này đồng đạo hiểu, đồng đạo là năm tùng nêu lên hết sức là chỉ lý của bác anh em dùng đạo, là giữa cảnh khổ là muôn phần u ám, thấy không? Là muôn phần u ám, tất nhiên là chúng ta muốn vượt là nãy giờ những cái công đoạn đó là chúng ta phải học, rồi phải hỏi, rồi phải hiểu, rồi phải hành, thấy không? Phải hành mới vượt được, chứ còn không hành sao vượt được. Ví dụ như bây giờ coi như là ở cái chỗ địa bàn này, trong khi đó hoàn cảnh nó như thế nào đó, gắt gấu gì đó, mà khổ quá khổ, trong khi đó là chúng ta muốn vượt là phải cái bước chân mình phải đi, chứ còn không đi tất nhiên là trong khi đó làm sao mà chúng ta vượt ra được, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ nãy giờ đã bàn cùng với quý vị nãy giờ những sự u ám đó, mà trong cái u ám đó là quý vị mình biết cái gì làm cho chúng ta bị u ám nhiều không? Cái gì nhiều không? Quý vị, không có cái gì khác bằng danh lợi hết. Thật sự chúng tôi nói cùng với quý vị đó, không có cái gì bằng danh lợi hết mà làm cho chúng ta bị u ám. Có không? Bây giờ Đức Thầy nói nè, Đức Thầy nói thương ai ham vọng ham dù, sao nữa, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Đi đêm mà trong khi đó bị đuôi mù, mà người đuôi mù mà lại đi đêm một cái nữa còn tối bằng cỡ nào nữa, mà muốn vượt cảnh khổ muôn phần u ám tối tăm đó là chúng ta coi như là phải làm sao rời đi giới đề trên đời đó. Thì bây giờ trong khi đó mới sáng mắt của mình được, mới vượt được, cô bác anh em trong đạo phải không? Vào chỗ khác Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là ham vui quyền quý là dại là ngu, chữ sang danh vọng cũng như mù đi đêm, đúng không? Như mù đi đêm tất nhiên là tối tăm rồi mà lại đi đêm nữa. Thì bây giờ nếu như cái người mù muốn đi đêm không bị tai nạn, không bị sa tường, không bị sụp hố là cần phải có cái đèn. Rồi cái ông mù ông trả lời nó, bây giờ tôi mù chứ cần gì phải cầm đèn. Rồi người khác mới trả lời, mặc dầu ông mù, ông không thấy đường, nhưng ông phải có cái đèn để cho ta tránh ông, để cho ta tránh ông, thấy không? Còn mình bây giờ nếu như chúng ta bị mù, vướng vào trong danh lợi, vướng vào trong ham danh quyền quý, thì bây giờ chúng ta cần có được cái hình thức là chúng ta coi như là thắp cái đèn lên đi. Mà thắp cái đèn lên đó là gì? Thôi bới đầu tóc hen, mặc đồ bà ba hen, mặc cái quần lấy nem hen, thể hiện mình là cái người tu hen, để mà chứng tỏ cho ta biết mình có cái đèn dương lên để cho ta tránh, thấy không? Còn mình nói mình tu mà trong khi đó hình thức mình không có chân, giống như cái người mù đã mù rồi mà còn đi đêm nữa, không có nghĩa là biểu tượng cho mình một cái đèn nào hết, thì làm sao mà trong khi đó ta tránh mình được? Thôi bây giờ mà người ta cứ như là mà cứ như là mình không thể tránh được người ta, nhưng mà mình có cái đèn là người ta sẽ tránh được mình. Như lần đó tôi đi đám dỗ ở tuốt ở bên dưới cái bè chứ, cho nên có một cái đám dỗ gần đó cũng giống gì nè, mà trong khi đó cái ông là sáu đúng ông đi với tôi, ông mới vừa đi bắt đầu cái chưa có tới cái đám dỗ cái ông quẹo vô, mà nửa tháng người ta thấy biết mình trong khi đó là cái người tu rồi đấy, ta nói không phải ông ơi, cái đám dỗ này không có trúng, đám dỗ ông Đặng á, không, mình có cái đèn rồi người ta chỉ cho mình liền, đúng không? Còn mình không có cái đèn đâu, bắt đầu vô đó bắt đầu là trong khi đó bị lộn tiệm liền,
lộn tên liền cô bác anh em dừng đạo, quý vị mà đồng ý không? Đó, vậy thì vượt cảnh khổ muôn phần u ám. Thì bây giờ nếu như chúng ta muốn vượt được cảnh khổ đâu đồng đạo Năm Tùng và tất cả chư quý vị, là nó muôn phần u ám lẫn chứ không phải là ít đâu, nhưng mà còn nhiều cái u ám nữa cô bác anh em dừng đạo. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta nó là hiệp mặt phân trần nổi ám u, thấy không? Tất nhiên là sau này đến cái ngày hiệp mặt rồi đấy hiên, là mới phân trần nổi vấn đề mà cái u ám của con người chúng ta bị đang tấu như thế nào đó, làm những cái chuyện không tốt đó còn chứa đựng ở trong tư tưởng của mình, mà đến chừng sau đến cái ngày đó đó là mới phân trần nổi ám u của bác anh em dân đạo. Vậy thì bây giờ qua câu đầu vượt cảnh khổ muôn phần u ám, bây giờ đến câu thứ hai là ganh ghét hờn là thảm muôn bề cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ mình ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, vậy chứ mình ganh ghét người ta bây giờ người ta khổ hay là mình khổ? Đồng đạo, mình ganh ghét người ta thì đâu bây giờ đó là cái người ta bị mình ghét người ta khổ hay là mình khổ? Ai khổ? Mình khổ chứ người ta khổ gì hả? Mình khổ, mình ghét người ta là mình khổ trước rồi không hả? Cho nên đó là nếu như chúng ta có một cái tâm khởi mà giận người khác rồi đấy em, làm mình khổ trước. Cô bác anh em dùng đạo, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy nói là ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Tất nhiên là khổ sợ lắm, không thể tưởng tượng được cô bác anh em dùng đạo. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái thành phần trong đó nghe. Ganh ngang, ghét ngang, hờn ngang, là trong đây ba giai đoạn. Cô bác anh em dùng đạo, ganh tất nhiên là một đoàn thể lớn, một nhóm này và một nhóm khác mà không đồng tình với nhau nên gọi là ganh. Quý vị mình xác định cái chỗ danh từ cụm từ của Đức Thầy nha. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, cái người làm từ thiện ganh cái người làm từ thiện, cái người đi núi ganh cái người đi núi, cái người đi đám làm từng nhóm này ganh cái nhóm kia. Cái này là ganh, độc giảng ganh người độc giảng, không? Chứ bây giờ cái người kia đó anh cái người khác hệ đâu có ganh chi. Vậy thì bây giờ cái ganh đó tất nhiên là phân chia, mà cái này khổ không quý vị? Khổ không? Có lần nọ tôi đi đám làm từng nghe, ở tốt ở dưới như là bà Thẩm ở dưới, thì đúng lý ra bây giờ chương trình cúng đó là cái đoàn nó bắt đầu vừa tới rồi thì vô cúng được rồi, không? Mà trong cái trưởng đoàn nó thâu để cho người ta cúng đi. Quý vị mình đợi cúng sao? Mà trong thời gian khi đó người ta cúng là cái đoàn vừa tới rồi vô cúng thì cái chuyện bình thường thôi. Hỏi tại sao trong khi đó cúng sao? Cái ông trả lời cái đoàn trong đó cúng không đúng với lý thầy, nghe không? Ở trong đó coi như nó độc giấy không hả? Còn mình thì nam mô, thôi giờ mình không thẳng cúng. Đó, cho nên đây là có cái chỗ ganh. Cô bác anh em dùng đạo, từ trong chỗ ganh đó nó sẽ xảy ra vấn đề ghét nha đồng đạo Mai. Ganh gọi là ghét, mà hãy ghét rồi là quý vị mình được biết là trong đoàn của ông Mai, nghe không? Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ đoàn của ông Bảy Siêu, đoàn nào theo đoàn đấy, nhưng mà thôi giờ tôi ghét con Mai, tôi ghét con Mai đi, mà cái người nào mà đi chung con Mai tôi ghét luôn, phải không? Thương nhau thương cả đường đi mà ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, có phải khổ không? Không, thương nhau trái ấu cũng tròn mà ghét nhau dù trái bầu hòn cũng méo đi. Vậy thì bây giờ coi như là có ghét đi, tôi nói quý vị là làm ơn có ghét người nào ghét người thôi, đừng có ghét động lây, ghét động lây ghét hết trơn trời. Bây giờ nó hoàn cảnh này chúng tôi đang chứng kiến rõ ràng này, không? Có rất nhiều người trong cái hệ thống đó, mà ai mà chung cái hệ thống ghét luôn, không? Rồi bây giờ qua cái giai đoạn ghét đó rồi sao? Hờn, nghe đồng đạo, hờn. Bây giờ tôi ghét ông rồi, bây giờ tôi không thèm dòm mặt ông nữa, mà cái hờn tất nhiên nó chứa nó ngầm ngầm, giống như mà cái than mà thuộc gì lửa than á cô bác anh em đồng đạo, nó ngấm ngầm ở trong coi như là cái trong bụng á, mặc dầu không nói ra nhưng mà nó hờn, nghe không? Cho nên tôi gặp cái người đó rồi bây giờ tôi là kiếm chuyện đi bét bét ở chỗ khác, tôi không thèm ngó tới. Hờn, hờn là vậy đó. Nhưng mà quý vị mình được biết cái ganh cũng khổ, cái ghét cũng khổ, mà cái hờn nó cũng khổ, cô bác anh em chung đạo, đúng không? À, cho nên trong tâm vừa muốn mưu phiền thì là ngoài mắt,
cũng liền kéo mây. Phàm thấy tướng sắc ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy gần. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thú lúc người. Đó là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta trong tâm vừa muốn mua phiền rồi nó hen, thì là ngoài mặt nó cũng liền kéo mây, phải không? Mà khi kéo mây rồi cái mặt mình tự nhiên gì bắt đầu hồng hào tốt đẹp, bắt đầu nó kéo mây ngang, bắt đầu cái mặt mình nó xăm xì, phải không? Nó xăm xì liền, nhưng là nó ghét ai đâu, bắt đầu nó xăm xì liền. Còn có nhiều khi bắt đầu nó giận lên rồi cái mặt nó đỏ tư lại liền, phải không? Là cái chỗ này là chứng tỏ biết coi như là mình coi như là bị giận rồi cô bác anh em trường đạo. Đó tất nhiên là ganh ghét hờn thì thả muôn bề, khổ lắm cô bác anh em trường đạo. Cho nên ghét yêu đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Cho nên ghét thương nhiều ắt có ghét nhiều, không thương không ghét là điều quý cao. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta tập cái tánh bình thường, thấy không, tất nhiên bây giờ không thương mà cũng không ghét, đó tất nhiên là chúng ta coi như là được an nhàn, được tự tại, trở về với cái lối trung dung của bác anh em chư đồng đạo mới đúng với cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật, thấy không? Thưa chư quý vị, đó là ganh ghét hờn thì thảo muôn bề. Rồi qua hai câu sau nữa là khuyên trong nam nữ chợ quê. Tất nhiên là Đức Thầy khuyên hết. Nam tất nhiên là thiện nam, nữ tất nhiên là tín nữ, chợ tất nhiên là những người ở thành thị, quê tất nhiên là những người ở coi như là trong thôn quê. Vậy là nam nữ chợ quê là nói chung hết tất cả các chúng sanh, và nói gom hết tất nhiên là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, là khuyên trong nam nữ chợ quê, khuyên không còn người nào ngoài hết, nên gọi là khuyên trong nam nữ chợ quê. Rồi bây giờ qua câu chót đó là cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phan. Vậy bây giờ cúi đầu thiện niệm tất nhiên là chúng ta coi như là hãy mà cúi đầu để nhận lỗi. Thiện niệm tất nhiên là cái niệm lành của mình nha, để mà trông về Tây Phương là trong một con đường hướng về ở bên cõi Tây Phương. Vậy thì bây giờ ai mà được có một cái tinh thần đó để mà cúi đầu thiện niệm? Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, cái cúi đầu thiện niệm tất nhiên là chúng ta có một niệm lành. Thì bây giờ giàu cho người đó có quấy với mình, nghe, ư ngã thiện giả, ngã diệt thiện chi, ư ngã ác giả, ngã diệt thiện chi, ngã ký vô ác, danh năng ư sở hữu ác tai. Người ta lành với mình cũng lành lại, đó là thiện niệm. Người ta ác với mình cũng lành lại. Rồi bây giờ ngã diệt thiện chi, ư ngã ác giả, ngã diệt thiện chi, ngã ký vô ác, nhưng mình không nói lên cái điều xấu ác của người khác, là ngã kiến ác nhân ngã hữu ác tai, lấy thì người ta nói xấu. Vậy thì bây giờ mình cứ việc nói tốt người ta đi, khen người ta đi, người ta bắt đầu. Bây giờ trong khi đó tôi khen, ví dụ khen đồng đạo thử, khen đồng đạo mọi, cái đồng đạo thử, đồng đạo mọi suy gẫm đầu nữa, bắt đầu nó heo, bắt đầu đài ra đá nó gà. Nó gà nó vậy chứ không có gì tốt sao, bắt đầu nó trả lời cho mình. Nghe, tôi nấu thì xấu, tôi sửa nghe. Không kiếm được rồi, đợi đầu ông không xấu đâu. Không, ông cũng vậy. Thì bây giờ nếu như chúng ta nói điều tốt của người ta, là người ta nói điều tốt lại cho mình. Nếu như chúng ta nói điều xấu của người ta, là người ta sẽ nói điều xấu lại cho mình. Cho nên nếu như chúng ta nói xấu người khác, là chúng ta vô tình bảo người khác nói xấu mình mà mình không lên tiếng. Thôi giờ ông nói xấu tôi đi, ông nói xấu tôi đi, nhưng mà không nói vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói xấu người ta đặng kiếm chuyện vậy, đặng cho người ta nói xấu mình chơi. Đó. Vậy thì bây giờ trong khi đó Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là cúi đầu thiện niệm. Tất nhiên là mỗi việc gì chúng ta phải thiện niệm hết, thấy không? Thưa cô bác anh em dừng đạo, nhưng mà phải cúi đầu. Vậy thì bây giờ Đức Phật Thầy Tây An đã bảo cho chúng ta đó là, đó là trong khi đó là điều thứ năm, quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình vô câu, thấy không? Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu, tất nhiên là cái bậc quân tử hiền nhân là rộng tình vô câu, là không có câu chấp, thấy không? Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, đó là sân nộ là giận không đó cô bác anh em dùng đạo. Nhưng mà cái đoạn sau đó hen, Đức Phật Thầy Tây An còn nói câu này còn ngặt nữa cô bác anh em dùng đạo,
là hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Hạ mình là cúi đầu đó, thiện niệm đó, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người nếu phải ép lòng. Vậy thì bây giờ cúi đầu thiện niệm tất nhiên là chúng ta chấp nhận. Để mà trong khi đó chúng ta coi như là nhận những cái gì mà người ta coi như là góp ý mình, là cái điều đó quan trọng, đó là cúi đầu thiện niệm. Được các bác anh em nhìn đạo. Mà được như vậy mới trông về Tây Phan được, mà không được vậy làm sao mà chúng ta trông về Tây Phan. Mà cái đôi con đường về Tây Phan á, là con đường thẳng, mà con đường cong á, là cái con đường ma quỷ đi. Con đường thẳng là con đường của Phật, Phật đi. Vậy thì bây giờ lúc Quỳnh Hôn đèn trí soi đầy tìm néo thẳng, đi về Cực Lạc là con đường thẳng. Mà con đường thẳng tất nhiên là con đường không bị gai trong, không bị gai trong tất nhiên không bị lầm lỗi. Mà không bị lầm lỗi là chúng ta cúi đầu thiện niệm, không là trông về Tây Phan. Còn con đường cong là con đường nào? Đức Thầy cho biết con đường cong đó là con đường huyền ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường cong. Không, đường cong này là cái con đường đó. Mà con đường cong làm sao về Tây Phan được? Vì vậy cho nên chúng ta muốn đi ăn sanh về Tây Phan Cực Lạc được là chúng ta phải đi con đường thẳng của bác anh em chứ không đạo. Cho nên biển cứ động thì là nước đục, mà tâm không bình quệ tất không sanh. Đường bên tay phải Phật hành, ngõ nằm phía trái là chúng sanh đi hoài. Tất nhiên là chúng ta đi con đường đó hoài làm sao về Phật được. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn giảng sanh về Cực Lạc qua bốn câu giảng mà được đồng đạo Năm Tùng nêu lên, là chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta làm lành. Cho nên là chúng ta cứ việc thiện niệm, mà nếu như chúng ta được thiện niệm, được làm lành, thì nhất định rằng là đến phút lâm chung cuối cùng là chúng ta sẽ được cánh sanh, giảng sanh về nơi thế giới Cực Lạc. Đến đây xin dứt đề tài. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn Nam Mô Di Đà Phật. Giờ đây thì đề thứ nhất đã qua. Giờ đây xin mời Huynh Ba đến đây để đặt một đề tiếp theo. Xin mời Huynh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhân hôm nay là ngày 13 của tháng 9 năm Giáp Thìn. Cũng là ngày kỷ niệm cúng cơm thường niên cho chủ gia đây. Đồng thời có là Huynh Tư đây cũng thuyết nghi vấn là dàn tiếng ngọc Đức Thầy. Em xin hỏi Huynh Tư hai câu gọn gọn bị gì thời giờ quý báu. Đức Thầy cho biết là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Thì sao tôi biết là đạo chánh của vũ trụ là đạo chánh đó. Có nhiều người được giải thoát lắm, nhưng mà tu cách sao và làm từ thiện cách sao và làm cách gì là mới được thân sao cao quý. Nhà Quân Tư giải cho rõ, đặng đặng đâm đồng đạo nếu sau đó mà tu, đặng mà về cõi Tây Phương Cực Lạc để gặp Đức Phật và Đức Thầy, quan thượng đẳng đại thần và các bậc siêu hình và anh em đồng đạo các mặt trong ngày thượng nguyên thánh đức và Nam Mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chồng khó tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và tiếp theo cái tiêu đề mà được đồng đạo nêu lên. Và trong đó hai câu đó là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ bây giờ biết rồi, ổng đã tu lâu rồi, cho nên ổng biết qua giáo lý Đức Thầy là đạo chánh rồi và khỏi bàn, phải không? Nhưng mà ổng hỏi vậy chứ bây giờ tu theo là giáo lý Đức Thầy là đạo chánh rồi, mà mình phải làm sao cho nó chánh, làm sao cho nó đúng để mà chúng ta được coi như là về Phật. Đây là cái câu hỏi đặc biệt của đồng đạo nêu lên. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì qua hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái quyển tư cô bác anh em dùng đạo, tức là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này đó là Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng nêu trên. Thưa chư quý vị, hai câu giảng đó là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ trước khi chúng ta tu là đã chọn rồi, phải không? Chọn đúng giáo lý Đức Thầy rồi.
Đức Thầy nói dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở Cao Minh vì mến Tần Hoàng, là giáo lý Đức Thầy là đạo chánh. Hoặc giả là vô vi chánh đạo hỡi người Âu, tất nhiên là cái đạo Đức Thầy là đạo chánh. Nhưng mà Đức Thầy bảo cho chúng ta trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng rõ ràng, ta sẽ hành theo đạo ấy, thầy ấy. Chẳng được như vậy, dầu mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh, cũng chẳng có ích chi cho mình cả. Vì vậy cho nên cái người tu chúng ta trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào cũng vậy, là chúng ta phải chọn cô bác anh em trong đạo. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta chúng ta cũng dỗ dạng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi dỗ giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu bao nhiêu càng thờ bao nhiêu càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ tờ mê tỉnh bao nhiêu. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta đã tu theo giáo lý Đức Thầy là đã chọn rồi, phải không? Nhưng mà đồng đạo mới nêu lên câu này là chọn nơi nào đạo chánh thuận thờ thì mới được thân sao cao quý. Rồi bây giờ chúng ta coi như là đã theo đạo chánh của Đức Thầy rồi, thì bây giờ cái đạo là tôn giáo, đạo chánh. Rồi bây giờ cái hành động con người chúng ta phải chánh, hành động chánh là chúng ta phải có tư tưởng chánh. Đây tất nhiên là ba cái yếu tố: đạo chánh, hành động chánh, tư tưởng chánh, thì bây giờ mới đạt đến cái chỗ chánh chơn ngang. Thưa cô bác và thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ cái đạo Đức Thầy là cái đạo chánh, dạy cho chúng ta cái cách tu hành là tu diệt thập ác, đúng không? Tu diệt thập ác. Rồi Đức Thầy dạy cho chúng ta trong một bát chánh là phải chánh chánh nghiệp, đúng không? Một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Mà Đức Thầy dạy cho chúng ta tám con đường chánh mà chúng ta bây giờ không chịu làm theo Đức Thầy dạy mà làm theo tám con đường tà. Vậy thì bây giờ trong khi đó coi như được thành công kết quả hả con cô bác anh em trong đạo? Mặc dầu chúng ta theo đạo chánh, đạo Đức Thầy là đạo chánh, phải không? Mà trong khi đó chúng ta không làm theo điều chánh thì thử nghĩ bây giờ chúng ta coi như là được có chánh không? Hả? À, có chánh không? Thì bây giờ trong bát chánh đó tất nhiên là trong đó nó có bát tà. Bây giờ Đức Thầy giả chánh tư duy mà bây giờ chúng ta cứ tà tư duy, không? Rồi Đức Thầy giả cho chúng ta chánh kiến mà hằng ngày chúng ta cứ tà kiến. Cái này chúng ta bị hoài cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà bây giờ trong bát chánh đó không điều kiện để mà chúng tôi giải thích hết, mà chỉ cần nói cái chánh nghiệp thôi. Chánh nghiệp thôi. Trong chánh nghiệp nó có tà nghiệp. Thôi giờ nói đụng ai đụng ngang. Cái chánh nghiệp của Đức Thầy dạy cho chúng ta đó hen, là bỏ đi tất cả buôn lậu đầu cơ, cho giai tích cử, làm những nghề lương thiện, không lường gạt ai, bỏ tánh gian xảo. Đây là chánh nghiệp, đúng không? Nhưng mà có một số tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta vẫn tu theo giáo lý Đức Thầy mà còn chơi hụi, không? Còn buôn lậu đầu cơ, còn cho giai tích chữ, không? Thì bây giờ quý vị mình thấy cái nào coi như là không đúng với chánh nghiệp, không? Làm ơn coi như là bỏ ra đi. Chứ sao trong thời gian rồi bắt đầu đến cái phút lâm chung cuối cùng rồi bắt giờ, trong khi đó người ta nói thời ơi, tu hành nhiều mấy chục năm mà sao đến phút lâm chung cuối cùng rồi mà không được thành công kết quả, thấy được gì trơn trời? Rà soát lại kỹ, tất nhiên là trong đó không có chánh nghiệp. Trong đồng đạo mình cà lòn vậy đó, mà trong khi đó coi như là cũng còn chơi hụi hoài rồi cô bác anh em trong đạo, thấy không? Tới chừng mà bể hụi đó, lúc đó mình mới thấy lòi ra. Có người lúc đầu không thấy, không? Rồi lâu lâu bắt đầu cũng chơi coi như là mua là số kiến thiết nữa, thấy không? Mua số kiến thiết bắt đầu gặp đồng đạo cái dấu, không dám mua. Cái này không có chánh rồi. Đã là tu theo giáo lý Đức Thầy rồi mà không chịu làm theo được chánh thì làm sao mà thành công kết quả được? Nó thời ơi, tôi tu theo giáo lý Đức Thầy, ông thầy ông dạy tôi đạo chánh mà sao tôi tu trong thời gian tôi không được chánh gì chánh đâu? Mình không làm theo thấy gì chánh? Các bác anh em dùng đạo phải không? Đó, vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mặc dầu kẻ buôn tảo bán tần, người việc này việc nọ, nhưng tóm lại cũng do sát thân mình mà ra cả. Nhưng mà do sát thân mình mà ra cả thì chúng ta nên bỏ những nghề không được lương thiện, không lường gạt ai, bỏ tánh gian xạo, thì bây giờ chúng ta mới làm theo con đường chánh được, cô bác anh em trường đạo. Rồi bây giờ trong khi đó thập ác
mà trong khi Đức Thầy dạy cho chúng ta sát sanh đạo tạc tà dâm vọng ngữ lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu tham lam sân nộ mê si, là trong khi đó là 10 điều ác, mà chúng ta coi như là không làm được một điều nào, mà trong khi đó coi như là những cái điều ác không loại bỏ ra được. Rồi nói giáo lý Đức Thầy tu trong thời gian không có thinh linh thiên, không có màu nhiệm, là tại mình tu chưa tới. Cô bác anh em nhường đạo, nếu như chúng ta tu đâu đó rõ ràng, hành động đâu đó chân thật, thì bây giờ quý vị mình thấy là xé được vỏ thì ngồi mới lộ, mà trừ hết mê mới tỏ đạo màu. Không, đừng ngờ coi như là tu là được bao lâu, trước sau cũng đắc thì có đâu sai lầm. Vậy thì bây giờ coi như là giáo lý đó là một giáo lý chân chánh, bây giờ chúng ta phải tu làm sao cho nó chân chánh. Cô bác anh em dùng đạo, vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói Phật tổ nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn, mà thấy một đàn bắn âu chừng đó mới là một nhiệm, nghe không, tới chừng đó mới thấy được. Vậy thì đồng đạo hỏi ý chúng tôi trả ý không, không đó là chọn nơi nào đó thì mới được thành đạo đạo đó. Bây giờ câu việc làm mới chưa không, bây giờ đó là đạo chánh, bây giờ tới tư tưởng chánh. Bây giờ chúng ta có chánh chưa, nội cái bài cúng thôi, hàng ngày chúng ta cúng mấy chục năm tới giờ cúng chưa, dạ tròn vẹn chưa, có chưa quý vị, biết chưa được. Bây giờ thầy nói chánh niệm, một chánh niệm tất nhiên là thứ bảy chánh niệm. Vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm phải không, hay là một cái là chánh niệm là Đức Thầy mới kêu gọi, tất nhiên là thật là một cái điều hết sức là khó đấu với người tu chúng ta, là trong khi chúng ta khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, đừng cho phạm lỗi. Bây giờ quý vị mình gà kỹ nghe, trong lúc cúng đó có phạm lỗi không, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc giảng toàn, dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Thì đâu bây giờ mình cứ nói mình cúng là 10 năm 20 năm mà sao không thấy lương thiên gì hết, tại vì cái tư tưởng mình trong khi đó chưa có được hoàn hảo, phải không thưa cô bác anh em dân đạo. Rồi trong khi ngồi niệm Phật cũng vậy, bữa nào cũng niệm Phật trên đầu, bữa nào coi như là tới kỳ coi như là phá niệm Phật. Nhà Úc Lan, nhà của Hai Quang, nhà của là mà Chính Lộc, tôi đợt nào tôi cũng đi niệm Phật hết, mà ngồi niệm Phật đó, nhưng mà trong khi đó là Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật chân chân, thì hai đàng hoàng một tinh thần, tức là sẽ được Phật gần nhau luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí trước Phật mà lòng nghĩ đâu đâu, ngồi niệm Phật ở nhà của ông Chính Lộc đó mà lòng nghĩ nhớ ở nhà, công chuyện đủ thứ trên đời rồi, làm sao mà trong khi đó kết quả trước Phật mà lòng nghĩ đâu đâu, dù ngồi cho đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Nếu muốn thấy mình vàng thật thở khi tham thiền, đừng có phóng tâm trong lòng, càng lặng càng thâm, đạo màu sẽ thấy lần lần hiện ra. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta coi như là niệm Phật là phải hết lòng ngồi niệm Phật, phải không, chứ còn mà trong khi đó chúng ta mà tinh thần chưa được góp thâu rồi hen, thì không thể niệm chọn câu Di Đà. Niệm đầu thì Phật đuôi ma, mà đuôi ma đầu Phật hiện ra đủ hình, niệm như thế uổng công tình sẽ không thể được kết tinh như lòng, như cây na nhổ mai trồng sẽ không thể có trái bông mà dùng, phải không. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải bỏ tâm tà, mà tâm tà đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta là dừng với cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Vậy thì bây giờ ở đây là chọn nơi nào đạo chánh thuận thờ thì mới được thân sao cao quý, là có ba phần. Một là đạo chánh, chúng ta đã vô đạo chánh rồi, thì rồi bây giờ hành động chánh là chúng ta tu theo giáo lý Đức Thầy, là chúng ta phải có hành động chánh, tất nhiên là chúng ta phải tu một lòng tự giác giác tha qua giáo lý của Đức Thầy, chứ không có nên ích kỷ mà tu cho mình, đó là hành động chánh. Rồi coi như là hành động chánh rồi, chúng ta cần phải có tư tưởng chánh, mà tư tưởng chánh tất nhiên là cúng lại chánh nè, niệm Phật cũng tư tưởng chánh nè, rồi hành động tất nhiên là tất cả gì chúng ta cũng có một tư tưởng chánh hết, là chúng ta mới thành công kết quả. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa, không cốt sửa những tư tưởng xấu xa, đem thay vào đó là những tư tưởng ôn hòa đạo đức, đây tất nhiên là tư tưởng chánh, sửa tư tưởng của mình thôi. Chứ bây giờ trong khi đó là theo đạo chánh
mà tư tưởng không chánh thì bây giờ cũng không bao giờ thành công kết quả được. Mặc dầu người ta không phải là cái đạo chánh mà người ta có tư tưởng chánh thì bây giờ người ta cũng nằm trong con đường chánh. Còn chúng ta ở trong đạo chánh mà tư tưởng không chánh thì bây giờ chúng ta cũng nằm trong con đường tà thôi, cô bác anh em chừng đạo, hiểu không? Cho nên tu về cực lạc mới khôn, tu nơi địa ngục là tu phồn dạy ngu. Cũng đồng thời một trường tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời, hiểu không? Cho nên người ta tu sao mà ta phát huệ, còn mình tu sao mà trong khi đó không phát huệ mà mình tu cả cuộc đời của mình, là vì tại vì trong khi đó tư tưởng chúng ta không chánh. Thôi thì bây giờ qua tiêu đề này chúng tôi trình bày đến đây xin tạm dừng và xin trả lại cho giám chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa Quynh Tư, nhân dịp hôm nay đồng đạo gặp Quynh ở nơi đây thì xin đồng đạo cho hỏi 4 câu. Thì Đức Thầy cho biết là trong điều ngăn cấm thứ 8 đó, Đức Thầy cho biết là nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Vậy chúng ta về Tây Phương an dưỡng là an dưỡng cái gì? Rồi học đạo cho hoàn toàn, học đạo là học cái pháp môn nào? Ai dạy? Mà chúng ta về đến cực lạc đó, ở trong hoa sen được bao nhiêu? Chừng nào mới được ra học đạo? Nhờ huynh giải cho tôi cùng đồng đạo đồng lệnh hội chung. Xin thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày của ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo tiêu đề thứ 3 mà được đồng đạo bảy tiền nêu lên trong giáo lý Đức Thầy trong 8 điều đăng cấm. Mà trong 8 điều đăng cấm đó, đồng đạo mới nêu lên trong điều đăng cấm thứ 8. Mà điều đăng cấm thứ 8 đó, đồng đạo nêu lên, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, vậy cho giữ đặng trọn lành trọn sáng là giữ bằng cách nào cho được trọn lành trọn sáng? Mà về cõi Tây Phương an dưỡng, mà an dưỡng như thế nào? Rồi học đạo, mà học đạo bằng cách nào vậy hả? Ai dạy cô bác anh em trong đạo không? Mà cho hoàn toàn trở lại cứu vớt chúng sanh. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua cái đoạn trong 8 điều đăng cấm mà được đồng đạo bảy tiền nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên qua câu này là nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương. Vậy thì bây giờ trong pháp môn tịnh độ có Đức Thầy dạy cho chúng ta có nhiều cách tịnh độ giảng sanh, phải không? Vậy thì bây giờ tự lực tịnh độ, tha lực tịnh độ, giới lực tịnh độ và cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà ở đây đặc biệt là giới luật tịnh độ mà được đồng đạo nêu lên trong 8 điều đăng cấm. Thưa cô bác anh em dừng đạo, còn vấn đề tự lực tịnh độ, tha lực tịnh độ, cầu sanh tịnh độ thì bây giờ cái chuyện đó trong thời gian sau chúng tôi sẽ bàn cùng với quý vị. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin bàn ngay cùng với quý vị là giới lực tịnh độ. Cô bác anh em dùng đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ giới lực tịnh độ tất nhiên là chúng ta tu 8 điều đăng cấm mà được giảng sanh về thế giới cực lạc, thấy không? Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ mẹ đế con có dơ mượn nước ngăn lão thì nhờ được giới nghi. Giới nghi lòng không phút nào ly đạo quả đắc, có chi là khó. Vậy thì bây giờ giới lực tịnh độ là chúng ta giữ 8 điều đăng cấm mà đến phút lâm chung cuối cùng được giảng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, vậy thì bây giờ cái nào gọi là chọn lành mà cái nào gọi là chọn sáng? Về cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn, trở lại của giới chúng sanh. Vậy thì bây giờ trong 8 điều đăng cấm, quý vị mình ra kỹ lại: điều thứ nhất, điều thứ nhì, điều thứ ba, điều thứ tư, ai giữ được là người đó sẽ được trọn lành. Tại vì điều thứ nhất là ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đặng đếm. Điều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng. Điều thứ ba ta chẳng nên ăn xài chân diện. Điều thứ tư ta chẳng nên kêu chào Phật thần thánh. Bỏ đi là được trọn lành, không? Bỏ là được trọn lành. Điều thứ năm, điều thứ sáu là hai điều này thuộc về mê tín. Mê tín tất nhiên con người chúng ta tâm tối, mà tâm tối tất nhiên là vô minh, mà đã vô minh tất nhiên là không sáng. Vì vậy cho nên vô minh như minh khoảnh khắc như lai tòng xứ hiện. Cho nên chúng ta bị vô minh cho nên không sáng. Ai mà dứt được
điều răn cấm thứ 5, điều răn cấm thứ 6 là người đó sẽ được trọn sáng. Cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ trong 8 điều răn cấm Đức Thầy viết từ điều thứ nhất cho đến điều thứ là 6 mà ai mà giữ được, thì bây giờ đến là cái điều răn cấm thứ 8 thì Đức Thầy nói ai giữ đặng chọn lành chọn sáng là giữ được trong 8 điều răn cấm, nghe không? Là chọn lành chọn sáng là người đó sẽ được giáng sanh về thế giới cực lạc. Cô bác anh em trong đạo, được giáng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn trở lại cô giúp chúng sanh. Rồi đồng đạo tiền á mới đặt lên câu hỏi, vậy thì bây giờ khi giảng sanh về thế giới cực lạc là bao nhiêu ngày mới nở ra? Hỏi độc đáo cô bác anh em chân đạo, không? Nhưng mà trong kinh bảo cho chúng ta biết đó, là khi giảng sanh về thế giới cực lạc là cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Tất nhiên là chính phẩm liên hoa, đó là cha mẹ của mình. Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, là hoa nở ra là thấy Phật, là ngộ được vô sanh nhận, thấy không? Bất thối Bồ Tát di bạn lữ, là tất cả các hàng Bồ Tát đều là bạn của mình hết. Còn nói bao nhiêu ngày mà được nở ra, thưa cô bác và thưa chư đồng đạo, là trong kinh có luận nhưng mà chúng tôi không có thể bàn. Không bàn đó là sao? Bởi vì trong cõi trần gian này có mặt trời, có mặt trăng, cho nên mới định rằng là có ngày, có tháng, có năm. Nhưng mà về cõi cực lạc rồi đó thì hào quang thay thế là hào quang thay thế chân đèn, phải không? Rồi coi như là thần thông thay thế mà tạo thuyền ngựa xe, pháp màu khi muốn được nghe thì là có được, là có gì mà lâu đâu. Vậy thì bây giờ về cái cõi cực lạc không có mặt trời, không có mặt trăng, cũng không có gì hết, tất nhiên là không có nói ngày tháng. Mà chính không có ngày tháng cho nên cõi Phật được gọi là vô lượng thọ, mà vô lượng quang, mà vô lượng thọ tất nhiên là tuổi sống không có tuổi thọ, không có ngày, không có tháng, lấy gì có tuổi thọ. Rồi bây giờ cũng không có đèn, không có trăng, không có mặt trời, lấy gì trong khi đó mà nói ngày với đêm, cho nên gọi là vô lượng quang. Vậy thì bây giờ nói bao nhiêu ngày? Thì bây giờ là trong kinh luận giải coi như là có người 49 ngày, có người 1 tháng, có người 1 năm và vân vân. Rồi so với cái cõi cực lạc, so với cái cõi trần này nó là có nhiều nhiều ngày lắm, là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu tiểu kiếp gì đó vân vân. Hoàn toàn trong khi đó là cái bộ kinh nó giảng dạy, nhưng mà trong khi đó tôi nghiên cứu, tôi thấy chỗ này không thể bàn, không thể bàn được. Tất nhiên là bây giờ cái con người chúng ta khi mà có được công đức đầy đủ thì bây giờ trong khi đó là tùy tùy cô bác anh em trong đạo, để mà trong khi đó có thể mau hoặc chậm là do nơi công đức mình ít hay nhiều thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta đó là không nghĩ rằng về cõi cực lạc bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mà xin miễn làm sao chúng ta được giáng sanh về thế giới cực lạc chừng nào nở nở. Vậy thì bây giờ trong hoa là vui vẻ như đau lợi, ở trong hoa sen thôi mà con người chúng ta sung sướng như cả đau lợi vậy đó, chứ không phải như cõi trần này. Xin miễn mình vô được trong con người sinh sống như vậy, cho nên trong qua vui vẻ như đau lợi khác hẳn thay mình ở thay phạm thế gian, trong đó bị cái như là như ở trong qua sen, giống như chúng ta sống trong cõi trời đau lợi mà đã giống như cõi trời đau lợi thì bây giờ ở trong đó bao lâu cũng được, cần gì phải như là mà lo là lâu chứ mau. Bây giờ trong khi nó qua nở ra rồi, đồng đạo hỏi chứ học đạo chứ, mà hoàn toàn mình trở lại cứu giúp chúng sanh với ai? Thưa cô bác anh em dừng tập, chúng ta giảng sanh về cực lạc thì tưởng nghi ý chí tưởng thực, thực ra đến lưu tự tại nước chim cây rừng gì cũng thấy đều nói pháp, cho nên trong đó có là cộng bản chi điểu là lục thời sức hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, là tất cả những cái tràng pháp, trong khi đó là được như là đắc ngộ liền. Cô bác anh em chừng đọc ham, vì vậy cho nên gió đồng càng tiếng tinh, cho nên tiếng gió reo thôi cũng là pháp, con chim kêu thôi cũng là pháp, nước chảy là pháp. Còn bây giờ ở trong cõi trần này thì mình đi nghe, bắt đầu nghe người ta bắt đầu, trong khi đó những cái lời ca tiếng hát rồi mình không thể nào mà mình giác ngộ được, nghe nó thăm thầm chiều trôi tàn đất ơi, trong khi đó mê lại liền.
không bao giờ giác được. Mà về cõi cực lạc là cái tiếng chim kêu, cho đến coi như là cái tiếng nước chảy, cho đến coi như là tất cả gì coi như là cũng là cái tiếng pháp hết. Rồi bây giờ đồng đạo hỏi chứ ai dạy đạo? Bây giờ tất cả những cảnh ở bên cõi cực lạc là pháp nào cũng giải đạo hết, nghe không? Chứ khỏi cần, là trong khi đó là chúng ta phải gặp Phật Di Đà. Mà tới chừng gặp Phật Di Đà rồi là ngài thuyết qua một tràng pháp rồi là được đắc đạo, trở lại cô giấc chúng sanh liền, cô bác anh em trong đạo. Đó mới đúng với câu Đức Thầy là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng. Đó là ngài ban thưởng công tu, là chúng ta về đó mới an dưỡng thôi nghe, chứ không phải về đó mà trong khi đó chúng ta hoàn toàn ở trên đó luôn. Nên Đức Thầy nói là nếu ai giữ nặng trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng. An dưỡng mà mới học đạo cho hoàn toàn, mới trở lại cứu giúp chúng sanh. Chứ nếu mà học đạo không hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh trong thời gian này, nó hen là bị mê trở lại liền, cô bác anh em trong đạo. Cho nên trong kinh bảo cho chúng ta biết là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, mà thanh văn còn muội lúc ra thai. Cho nên các bậc Bồ Tát mà còn mê khi cách ấm, tất nhiên là từ thân tiền ấm qua thân trung ấm, trung ấm qua cái thân hậu ấm mà phải còn mê, thấy không? Rồi trong khi đó là mà thanh văn còn muội lúc ra thai, tất nhiên là bậc thanh văn trong khi ra thai là không còn biết gì hết. Cho nên nếu như chúng ta mà không nhờ về cõi cực lạc mà thành tựu đạo quả rồi đó, mà trở lại cõi trần dễ bị mê lắm, cô bác anh em dùng đạo. Mình đây mình học cái thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, coi như là học cao bằng cỡ nào, cái gì cũng biết hết, mà tới chừng đầu thai trở lại đưa cái cuốn vở ra viết cái chữ O tròn do, hỏi gì nó cái trứng gà, không còn biết gì trần tội, không còn biết tất nhiên là cái mê mình nó dậy đó, cô bác anh em dùng đạo. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tu làm sao, học làm sao đặng mà giảng sanh thế giới cực lạc là hoàn toàn, để mà trở lại cứu giúp chúng sanh mới được, còn bằng không nữa là mê nguy hiểm lắm, cô bác anh em dùng đạo. Thôi thì qua tiêu đề này chúng tôi bàn đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại chân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây mình thêm một đề nữa ha quý vị. Thì giờ đây xin mời đề nghị đến đây đặt câu hỏi đề tiếp theo. Đề này cũng có thể là đề chót. Xin mời đề nghị. Đây tu sĩ cũng lâu năm rồi nha. Nay hỏi câu gắt gắt cho ông Tư Phương, ông đứng kim rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa cô Úc Dưỡng Úc. Kính thưa hầu hết với ông, hầu hết với bà, quý cô bác và toàn thể chú quý vị thân kính. Thì vừa qua cũng tiếp theo tiêu đề hỏi chú Tư những điều con thắc mắc. Thì trước tiên thì mong quý vị, quý ông, quý bà cũng quan hỷ nha. Thay vì một đề chót mà nhầm khi con hỏi không có trúng ý với quý vị thì quý vị cũng quan hỷ. Dạ, Nam mô Đà Phật. Để con đi thẳng vào chương trình câu hỏi tiếp theo trong buổi trao đổi Phật Pháp hôm nay. Thì hỏi chú Tư hai câu. Gắn cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh. Như vậy với mình là cư sĩ canh điền thì làm việc này việc nọ, như vậy thì sao mà cần chuyên được niệm Phật? Cái chuyên niệm Phật đó mình hay là hoặc chẳng niệm một nào, niệm nào chi cả, như vậy có được tính là chuyên hay không? Thường trao dồi chí hướng cao thanh, vậy thì chí hướng làm sao phải được cho cao thanh để được luân lưu mình mới được thoát khỏi ta bà sanh tử. Vậy nhờ chú Tư cũng mổ xẻ thêm về vấn đề này. Dạ, trân trọng kính mời. Dạ, trước tiên cảm ơn chú Tư trước, cảm ơn toàn thể chú vị. Nam mô Đạo Phật. Công nhận cái đề tài cuối cùng là một cái pháp tu để mà thành công, kết quả nãy giờ giới thiệu giống như thực đơn nha. Cấp này là bắt đầu là chúng ta coi như là thực hiện là để mà vào trong cái chương trình để thực hiện. Cô bác anh em chung đạo, qua hai câu giảng mà được đồng đạo nghị nêu lên, hai câu giảng đó là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh. Và đồng đạo mới đặt lên câu hỏi rất là đặc biệt, hay lắm cô bác anh em chung đạo, là đồng đạo mới đặt lên câu hỏi hỏi gì chứ bây giờ ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, mà bây giờ cái thường khi chúng ta tu hành vậy mà trong khi đó làm những cái chuyện bên ngoài, rồi có được cần chuyên hay không vậy thôi, thấy không? Rồi tại sao bây giờ Đức Thầy lại bảo cho chúng ta phải trau dồi chí hướng cao thanh, mà cái chí hướng cao thanh là cái chí hướng nào? Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời
tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng mà được đồng đạo nghĩ nêu lên. Hai câu giảng này chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển 5, tức là cái quyển khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ, tức là Đức Thầy. Mà Đức Thầy viết vào năm Tân Tỵ năm 1941, Đức Thầy viết ở tại nhà thơ Chợ Quán và có tất cả là 776 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, vậy thì hai câu đó là gắn cần chuyên niệm Phật làm lành, là cái chỗ này rất cần thiết cho người tu của chúng ta, cô bác anh em dòng đạo. Bởi vì ta như là tất cả việc làm của mình, cái gì đó mà có cái chữ gắn đó ngang, là cái này phải đem hết lòng và hết sức mới thực hiện được, cô bác anh em dòng đạo. Cho nên bây giờ chỗ này là Đức Thầy bảo chúng ta là phải coi như là hai điều kiện. Một là làm lành, hai là niệm Phật. Niệm Phật, làm lành, làm lành, niệm Phật. Cái nào cũng ráng hết, cái nào cũng phải ráng hết. Cho nên nếu như chúng ta mà làm lành mà không ráng đó hen, làm lành không bao giờ đến cái chỗ thị chung được. Cho nên vậy, rồi bây giờ có như là niệm Phật cũng vậy. Mà nếu như chúng ta không có một cái tinh thần ráng, là cái niệm Phật hơi hơi bắt đầu chúng ta là bỏ rồi, cô bác anh em dùng đạo. Ví dụ như bây giờ những khóa niệm Phật nè, phải không? Bây giờ quy định ra 40 phút, bây giờ ai cũng ngồi 40 phút. Mà bây giờ cái người mà nội mà ngồi mà hơi yếu hơn á, quý vị mình có ráng không? Có ráng không hay là mình bỏ cuộc? Ráng. Bây giờ có nhức xương sống hen, có đau cái lưng hen, có đau cái chân hen, nó có mỏi hen, nó có mệt hen, nó có buồn ngủ hen, mà cũng ráng kênh mình. Ráng, đó là ráng niệm Phật là vậy đó, không? Còn bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta ráng niệm Phật cái chỗ này đó, là ráng cần chuyên niệm Phật, là chúng ta ráng những cái hoàn cảnh bên ngoài này nghe đồng đạo. Người ta nói nặng, nói nhẹ, nói hơn, nói thua, nói chanh, nói chua, nói cao, nói thấp, nói thị, nói phi, nói xấu mình. Ráng, Nam Mô A Di Đà Phật, cho nó vượt qua. Không có gì trên chỗ, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành mà, thấy không? Rồi bây giờ những cái phiền não của mình, tham sân si nổi lên, giận dâu, giận ghế, giận gia đình, bây giờ thôi giờ ráng, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Ráng là vậy đó, chứ lúc đó quên niệm Phật rồi. Mà khi đi quên niệm Phật rồi, bây giờ trong khi đó chúng ta làm sao dằn nổi, phải không? Thưa cô bác anh em dùng đạo, cho nên vấn đề mà cần chuyên niệm Phật đó, là ở đây tất nhiên là qua cái từ là cái chỗ không cần chuyên. Cho nên có những chỗ không cần chuyên và có chỗ phải cần chuyên. Mà không cần chuyên đó là gì? Từ thiện nè, xã hội nè, bắt cầu bầu lộ nè, vô tu hiệp nè, vô muối tiêu nè, đi thả cá phóng sanh nè, đi núi đi non nè. Những cái này chúng ta làm nhưng mà không cần chuyên. Không cần chuyên đó là sao? Có làm, không có nghỉ. À, gặp thì làm, không gặp thôi, khỏi phải cần chuyên. Mà chỗ này Đức Thầy bảo cho chúng ta qua 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là phải cần chuyên, không? Ăn cơm niệm Phật, ăn vào, uống nước niệm Phật, chỗ nào cũng tu là cần chuyên. Đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi 6 chữ, nấu cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ngon Phật sự, cực lạc muốn giảng sanh, cứ y hành như thử, không? Ở chỗ vắng không người cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A Di, chăm nom Bồ Đề cội, nếu tệ còn sanh, tất vọng tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình thì đường Tây Phương một lối, rồi ba anh em dừng đầu. Vậy thì bây giờ đó là cần chiến. Vậy thì bây giờ cái cần chuyên cần là siêng năng, mà chuyên là rồng rạc. Vừa siêng năng mà vừa rồng rạc mới gọi là cần chuyên. Đây cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta cần chuyên là quý vị mình á, là theo dõi nghe lại một đoạn của Đức Thầy đây. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc, sao nữa? Cũng chuyên tu hành. Đây là cần chuyên, phải không? Ngơ nghề cài cốt cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chế, gắn công trì niệm sớm phê, thân ti còn tốt, tâm lìa cõi mê. Đây là cần chuyên. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta sớm phê bá tánh
cần chiên. Sớm huyền bá tánh cần chiên nghe lời dạy bảo cảnh tiên dự kề. Vậy là cần chiên tất nhiên là cúng lại, là niệm Phật. Mà câu này Đức Thầy báo cho chúng ta đó là, là qua câu giảng đồng đạo nghị nêu lên, tất nhiên là bảo cho chúng ta cũng phải gắng cố gắng cần chiên cô bác anh em dùng đạo, phải không? À, vậy thì bây giờ ở đây coi như là một điều kiện, tất nhiên là niệm Phật phải cần chuyên như vậy. Rồi bây giờ đến cái chỗ coi như là làm lành, cô bác anh em dùng đạo, làm lành cũng phải coi như là cố gắng, phải không? Bá gia hãy ráng làm lành mà niệm Phật cho rành thì đặng thấy thần tiên. Vậy thì bây giờ hai điều kiện: niệm Phật, làm lành, làm lành, niệm Phật. Hai điều kiện này người tu chúng ta giống như là phải có cả hai. Giống như con chim phải có hai cánh, máy bay cũng phải có hai cánh. Người tu chúng ta phải có hai điều kiện đó. Nếu như chúng ta không có hai điều kiện đó mà niệm Phật mà làm lành thì không bao giờ được thành công kết quả. Cho nên là bây giờ làm lành cũng phải ráng, niệm Phật cũng phải ráng, cô bác anh em dùng đạo. À, vậy thì bây giờ niệm Phật làm lành hai điều kiện này mà nếu như chúng ta không ráng là không bao giờ thành công kết quả được. Nà, vậy thì bây giờ trong cái tinh thần mà chúng ta niệm Phật đó cô bác anh em dùng đạo, là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải ráng. Nhưng mà bây giờ ráng trong lúc nào, cô bác anh em dùng đạo nãy giờ nói cùng với quý vị mình bàn đầu đó ha, là mình ráng trong lúc người ta nó nặng nó nhẹ nó hơn nó thua mình là mình ráng mình chịu đựng được rồi. Nhưng mà còn ráng trong lúc này, nó nghe đồng đạo ba em và tất cả chứ quý vị mình đó nghe, là ráng trong lúc mình bệnh đau nha. Mình bệnh đau á, trong lúc nhức đầu, trong lúc nhức răng, trong lúc trong mình mệt mỏi, trong lúc trong mình không khỏe, lúc đó có ráng được không nha. Quan trọng trong cái chỗ đó đó. À, vậy thì bây giờ trong lúc đó người tu chúng ta đó hen, là phải cố gắng dân tu tịnh nghiệp mà cho nó quen, đặng mà đến cái lúc đó đó nghe là chúng ta coi như là mới có tinh thần mới vượt qua được, cô bác anh em dùng đạo, phải không? À, cho nên có nhiều đồng đạo vừa qua đầu tôi đi thăm bệnh đó cô bác anh em dùng đạo, tu 10 năm, có người tu 40 năm nữa, có người tu hết biết lâu luôn, mà tới chừng trong khi đó tôi thăm bệnh tôi nói thôi giờ gán niệm Phật đi, nghe không? Đồng đạo trả lời bằng một cách ngọt xớt luôn. Nó cách này mà niệm Phật gì nấu nữa niệm. Không, không niệm Phật được mà kêu trời. Vậy đó quý vị mình thấy còn sao trong lúc đó có cần chiên không? Nha. À, vậy thì trong lúc đó là khó mà niệm Phật nổi của bác anh em chúng đạo. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ráng lại ráng vậy. Ráng tất nhiên là trong cái lúc mình đau, trong lúc mình bệnh, trong lúc mình coi như là sức khỏe không còn nữa, trong lúc mình tinh thần mình mệt mỏi, mà chúng ta gán được là cái chỗ này mới quan trọng. Quan trọng là trong cái chỗ đó. À, mà nếu như trong cái phút mà cuối cùng mà chúng ta không gán được, không niệm Phật được, thì làm sao mà chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc được, phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải ráng nghe. Đó, cho nên ở nơi đây là Đức Thầy nói qua cái cụm từ này hết sức là chí lý, cô bác anh em dùng đạo. Hết sức chí lý, tất nhiên là chúng ta phải cố gắng để mà thành công trong cái lúc mà chúng ta đến phút cuối cùng. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tỉnh được lúc hồn lìa thân, gần dứt thở vững vàng trong trí vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi. Đức Thầy có Phật đến nơi rước về, lòng đại độ tràn trề khắp cả, sức thần thông rộng lớn vô biên, chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dũng công, chỉ cần vuốt sạch bụi hồng, trước giây phút chút linh hồn ra đi, phát tâm Phật thì quy cõi Phật, mà phát tâm phàm thì rất cõi phàm. Mà Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không làm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì cần nên sớm phát Phật tâm. Mà khi chúng ta sớm phát Phật tâm là chúng ta phải ráng hành trì qua cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn thật sự ra hen, nói câu Nam Mô A Di Đà Phật đơn giản 6 chữ thôi, vậy đó mà không gán niệm không nổi. Không gán niệm không nổi, đổ mồ hôi cho kẻ ở đời, một năm không niệm Phật trời một câu, còn chữ lộn thì muốn chữ cho lâu, còn khuyên niệm Phật một câu không thành, chữ lộn là chữ tắt bếp luôn. Mà niệm Phật rồi niệm không được, hấu chữ sao tắt bếp? Tại vì hồi xưa nó chụm củi không hà, nó chữ lộn ngoài này đã đời bắt đầu củ nó chụm như là chạy hầu, nó cháy hầu bắt đầu nó hết, hết rồi nó tắt bếp chứ sao giờ, chứ đâu phải cái chữ ngoài này mà trong bếp nó tắt. Tại vì lo chữ lộn, mê chữ lộn riết mà trong bếp không ai chăm sóc là nó tắt bếp.
mới gọi bữa nay chữ lộn tắt bếp dữ ha. Ha, thưa cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây tất nhiên là Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là ráng ha. Ráng cái nhân là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Vậy thì bây giờ chúng ta phải ráng cần chuyên niệm Phật, cô bác anh em dừng đạo. Mà khi cần chuyên mà niệm Phật được như vậy đầu đó hen, là đến phút lâm chung cuối cùng là chúng ta có câu Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ được thành công ha. Đó tất nhiên là ráng. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ nếu như chúng ta được cái ráng đó là nhất định rằng Đức Phật A Di Đà có phát lên 48 lời đại nguyện, mà 48 lời đại nguyện đó là điều nguyện thứ 18, chúng sanh trong 10 phương thế giới nếu như nghe danh hiệu của ta từ một niệm đến 10 niệm mà chúng sanh đó đến phút lâm chung cuối cùng mà không được giáng sanh về nước ta, ta thề không ở ngôi chánh giác. Vậy thì bây giờ cái ráng là tất nhiên là cần chuyên, tất nhiên là sáng chiều niệm Phật để chi? Để cho có câu Nam Mô A Di Đà Phật đến cái phút lâm chung cuối cùng mà chúng ta vẫn có câu Nam Mô A Di Đà Phật đặng mà giảng sanh về giới cực lạc. Cho nên tôi còn nhớ cái mẫu chuyện của ông Thấu họ Chiêu, tất nhiên là ông Chiêu Văn Thâu đó. Sau khi mà ông tu hành đến phút coi như là cuối cùng, ông tức là sửa sạng đặng giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng mà trong lúc đó hen là có cái người mà trong khi đó gần chết rồi mà không biết câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ông mới bỏ ăn và liền lật đật đi đến bên người Sắc Ra Ma. Ông bảo nên niệm Phật Di Đà để nhờ Phật mà rước sang tịnh độ. Cho nên trong khi đó là người ấy mới y lời ông khuyên nhắc, liền nhất tâm niệm Phật ba câu, có quá thân Bồ Tát đến thâu linh hồn ấy được về chầu Phật quốc. Mấy ông quý vị mình thấy rõ ràng không? Cho nên khi mà đến phút lâm chung mà chúng ta ráng câu Nam Mô A Di Đà Phật mà được có ở trong tâm hồn của mình thì nhất định rằng là người đó sẽ được giảng sanh ở giới cực lạc. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải gán ngang, gán nhưng mà gán trong cái lúc này, gán trong lúc bình thường. Chứ còn trong khi đó mà chúng ta không chịu hành đạo, không chịu tu, mà đến cái phút lâm chung cuối cùng mà chúng ta nhớ câu niệm Phật khó lắm. Cho nên khi chúng ta coi như là hằng ngày hành, thì bây giờ trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, mà già nói rằng chưa độ đệ tu hết xưng rồi lại đến thu cứ lần lượt mãi khi vào quách quan thôi. Chết bất đắc đâu kham niệm Phật, mà già lãng tâm mà đạo đức sao xong, chơi chi bằng trong lúc sự không, là trong lúc này nè. Trì tâm niệm Phật mà gia công để tu hành, thấy không? Cho nên một niệm Phật là muôn ngàn viên đạo, một điều lành là phước báo trăm thiên. Cho nên những kẻ tu hiền là hãy nên niệm Phật, hãy nên làm lành, cô bác anh em chung đạo. Niệm Phật được lòng thành Phật độ, mà làm lành không là vị ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cũng thời niệm Phật mà kẻ thăng người trầm, là niệm Phật mà kẻ thăng người trầm. Tất nhiên là chúng ta cố gắng niệm Phật là ráng, còn trầm tất nhiên là lúc đó là chúng ta bỏ cuộc, không niệm Phật không nổi, tới chừng lúc đó đau bệnh quá kêu trời không vậy còn sao bây giờ, trong khi đông Phật không rước được. Vì vậy cho nên đó là ráng không? Rồi bây giờ trong khi đó làm lành, mà tại sao làm lành cũng phải ráng nữa? Thưa cô bác anh em chừng đạo, làm lành tất nhiên là bây giờ làm tất cả các việc thiện, các việc nhân từ, nhưng mà chúng ta cũng phải ráng. Thưa cô bác anh em chừng đạo, nếu như không ráng đó là bên cạnh của mình người ta khen, người ta chê, nó nói nặng, người ta nói nhẹ. Tôi nói tất cả cho quý vị mình kinh nghiệm đi, cái ông nào làm lành nhiều ông đó bị chê nhiều, ông nào làm lành ít bị chê ít, không làm lành không bị chê mà không có phước. Không làm lành tới đâu có bị chê gì đâu, mà đâu có phước gì đâu. Điển hình như bây giờ, điển hình như bây giờ đồng đạo Dũng nè, đi cắm bông nè, mình cắm được vậy không? Vậy đó mà trong khi đó lại cũng chê nữa. Mà nếu như không có thiện chí đó hen, bỏ cuộc, không? Tự ái là bỏ cuộc. Đồng đạo Năm Tùng nè, làm lành chảy khắp hết, từ thiện xã hội, xe cổ, xe từ thiện gì cũng có hết. Vậy đó mà cũng có số người chê, không? Không biết làm sao bây giờ cho nó vừa thánh hiền, chẳng biết mà sao vừa lòng dân, phải không? Có cái ông này coi như là đi từ thiện để tới ngoài Chị An ở ngoài á, ở trên cái dầu nè, đi ra tới ngoài không biết xui khiến sao cái ông bị cạm. Bữa đó ông giá cái khúc cấm đen coi như là có cục quỉnh vậy nè, chứ dài giá không nổi, vừa mới thảy xuống cái bịch. Đồng đạo lại chê liền, nói ông cái sức thần ông giảm dở như vậy đó mà ông giá khúc cấm đen có bao lớn, thấy không? Ông làm coi như là ông coi như là dưỡng sức quá chừng vậy. Ông giận nghe, từ Chị An đó hen, mà ông mua vé xe ông về trong đây luôn, bỏ cuộc luôn cô bác anh em dùng đạo, bỏ cuộc luôn. Ông giận tự ái vậy thì bây giờ đó là làm lành đó hen,
nó phải gán đó, chứ phải chi cái ông này mà nhẫn nại nghe. Nói thôi ông nói sao nói tôi thôi, giờ tôi nhẫn nại để mà tôi hết bệnh tôi cũng giác đồng thời như mấy ông thì đâu có bỏ cuộc vậy. Vậy đó mà cũng bỏ cuộc. Tôi chứng kiến ở ngoài xa đét thôi, bữa nọ coi như là có ba bà nghe. Một bà ý kiến hen, cũng sắc nấu canh thôi, sắc xéo hen, sắc trắng hen, sắc dày hen, sắc mỏng hen, ba bà cãi hồi bỏ về luôn. Bỏ về luôn, thật sự luôn là tôi chứng kiến rõ ràng luôn á. Chỉ nấu một nồi canh thôi mà ý kiến sắc dày, sắc mỏng, sắc xéo, sắc trắng gì đó, sắc cho nó đẹp vậy đó. Vậy đó mà coi như làm lành chứ gì. Nhưng mà phải ráng, bây giờ ta nói sao ta nói, đừng có bỏ cuộc. Mà nếu như chúng ta bỏ cuộc chỉ là cái làm lành mình đâu có ráng, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta cứ ráng làm lành. Mình làm lành là chúng ta cái việc làm tới. Ai nói nặng, nói nhẹ, nói hơn, nói thua, nói cao, nói thấp, nói đúng, nói sai gì, mặc kệ. Mình không hoàn tới, mà mình cứ việc làm theo thời thầy dạy thôi, làm lành. Đó mới đúng là làm lành, đó là ba gia hãy ráng làm lành. Làm lành mà phải ráng mới được. Còn làm lành mà chúng ta không ráng hen là dễ coi như là bán đồ như thế, bỏ cuộc dục đường lắm. Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ từ đây trở về sau chúng ta hãy ráng làm lành, hãy ráng lo tu hành và theo con đường Đức Thầy chỉ dạy. Và qua câu sau đó nữa là thường trao dầu chí hướng cao thanh. Rồi đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ thường trao dầu chí hướng cao thanh đó là sao? Cái chí hướng cao thanh tất nhiên là cái chí hướng đặng mà chúng ta cầu sanh giáng sanh về thế giới tịnh độ là cái chí hướng cao thanh. Còn những cái chí hướng không cao thanh đó là cái chí hướng mà chúng ta tu làm phước, làm lành, niệm Phật, cũng đồng thời niệm Phật, cũng đồng thời làm lành, mà chí hướng chúng ta không được cao thanh. Có người niệm Phật mà cái chí hướng không cầu giảng sanh về thế giới cực lạc là cũng không bao giờ giảng sanh về cực lạc được, thấy không? Ví dụ nghe, ví dụ như quý vị mình làm ai cũng có tiền, ai cũng có vàng ở trong tủ, thấy không? Có tiền bỏ túi nhưng mà không có cần để đi thành phố. Quý vị mình có thể đi tới thành phố không? Đi tới không? Không bao giờ tới. Mặc dầu có vàng, mặc dầu có tiền mà không á, là có hướng đi trên thành phố là không bao giờ tới. Bây giờ chúng ta niệm Phật cũng vậy, làm lành cũng vậy, là chúng ta có công đức rồi đó, mà không cầu sanh, không có chí hướng cao thanh đặng mà cầu sanh tịnh độ là cũng không bao giờ giảng sanh về cực lạc được. Thì giới mà thiếu nguyện tinh, ắt là chẳng đặng siêu sinh Phật đài, chỉ mong hưởng phước cõi này hoặc nơi tiên cảnh có ngài trầm luân. Cho nên khi chúng ta niệm Phật mà không có chí hướng cao thanh á, là không giảng sanh về cực lạc được. Cho nên ông Triệt Ngộ đại sư đó, ông mới nói rằng, ông nói là muốn được giảng sanh hay không là do nơi lòng tín nguyện mình có hay không. Lòng tín, lòng nguyện của mình có hay không. Còn cái phẩm vị mà cao hay là thấp là do nơi cái công hạnh mình trì hành hàng ngày. Cho nên mình được giảng sanh về Phật hay không đó là do nơi lòng tín nguyện mình có hay không. Vậy bây giờ cái nguyện của mình có là chí hướng cao thanh. Vậy là cái nguyện mình tất nhiên là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, là nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Là nếu như chúng ta hàng ngày không có nguyện vậy, có tiền có vàng mà không cầu, mà không cần đi thì làm sao tới. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là trì hành hàng ngày niệm Phật làm lành, là tất cả điều kiện đó đều hầu hướng về quả vị Bồ Đề hàng ngày chúng ta, để mà coi như là mà thực hiện qua cái chí hướng cầu thành. Tất nhiên là chúng ta cầu sanh giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên khi mà cầu giảng sanh thế giới cực lạc là niềm tin phải có đầy đủ mới có chí hướng cầu thành nha. Nếu niềm tin chúng ta không có đầy đủ là thiếu cái chí hướng cao thanh được. Cho nên chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng gì? Tin tưởng có cõi vô tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua, tin tưởng xưa Phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm, tin tưởng sao làm vậy cho kham, không ai có thể làm thấu chí, nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công với đạo nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ấy trong lòng được có thì sự tu đâu có bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong bát tánh thập hương tu phải có chủ trương mới được. Tin lòng phước thì là được phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin gần mình nghiệp dữ không gây, nhất định chẳng đầu thai khỏi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hố, nhất định không sanh trở lại trần. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, đó là chữ hướng cầu thành đó. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật, thấy không? Vậy thì bây giờ hằng ngày chúng ta coi như là thường trao dồi
chí hướng cao thanh, tất nhiên là chúng ta mong mỏi, ngày cũng mong mỏi, đêm cũng mong mỏi, để mà chúng ta cầu giáng sanh thế giới cực lạc, đó là chí hướng cao thanh. Còn ngược lại nghe, chúng ta làm lành, chúng ta niệm Phật mà cầu cái chí hướng này không cao thanh nè. Cái chí hướng tôi cầu làm sao tôi về cõi trời, chí hướng tôi cầu làm sao trở lại kiếp sau tôi giàu, chí hướng làm sao mà chúng tôi cầu kiếp sau đó được hưởng nhiều phước báo. Cái chí hướng này không cao thanh nghe, nên bỏ tư tưởng đó nghe. Chí hướng này không có cao thanh, mà chí hướng cao thanh tất nhiên là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải cầu để mà giáng sanh về thế giới cực lạc. Cô bác anh em dùng đạo, mà khi cầu giáng sanh thế giới cực lạc rồi thì nhất định rằng là chúng ta có nguyện rồi, mà khi đã có nguyện rồi thì tất nhiên là theo cái nguyện ấy, nhất định không bao giờ sai trật được, cô bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên cái sự tu của chúng ta cần phải có cái chí nguyện, mà khi nguyện thiết tha như vậy thì nhất định rằng là chúng ta sẽ được thành công kết quả. Vì vậy cho nên cái tâm nguyện của mình và cái lòng tin của mình tất nhiên đó là điều kiện hết sức là quý báu mà chúng ta cần phải thực hiện, cái đó anh em dừng đạo. Vì vậy cho nên tin là mẹ đẻ ra công đức, tin là thiền của giới chúng sanh, có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Vì vậy cho nên chúng ta khi tin được vậy rồi tất nhiên là chúng ta mới giảng sanh về thế giới cực lạc được. Còn ngược lại thì Đức Thầy bảo cho chúng ta là dệt lưới nghi, đeo điều phiền phức, bình định đời, cực khổ tan thương. Khi nói làm chẳng chịu xin lường, mãi phạm tội nên càng nghiệp ác. Cho nên bây giờ chúng ta phải dứt lòng nghi. Mà nếu như chúng ta còn lòng nghi, tất nhiên là giảng sanh về thế giới cực lạc không được, phải không? Cho nên giảng ức lộ trình đàn chỉ đáo, tơ hào nghi nghị, cách thiền sang là giảng ức lộ trình, tất nhiên con đường về Phật mà chỉ là một cái khải móng tay thôi mà cũng được giảng sanh về thế giới cực lạc. Mà tơ hào nghi nghị là cách thiên sang, tất nhiên là một tơ hào chúng ta nghi thôi là cũng không bao giờ giảng sanh về cái thế cực lạc được. Vậy thì qua hai câu giảng được đồng đạo nêu lên là ráng cần chuyên, niệm Phật là niệm Phật phải ráng, làm lành cũng phải ráng. Vậy thì bây giờ hai điều kiện, niệm Phật, làm lành, thì bây giờ điều kiện này nếu như chúng ta thực hiện được là chúng ta chắc chắn rằng là được giảng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì bây giờ niệm Phật, làm lành, làm lành, niệm Phật, niệm Phật, làm lành, làm lành, niệm Phật, không, niệm Phật, làm lành, được hai điều đó thì giảng sanh luân đài, cô bác anh em dùng đọc đó. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần hai điều kiện đó thôi mà Đức Thầy cho biết là bá gia hãy đáng làm lành, niệm Phật cho rành thì đặng thấy thần tiên, tất nhiên là được giảng sanh thế giới cực lạc. Vậy thì trong đạo tràng Phật pháp hôm nay chúng tôi trao đạo giáo lý và đồng đạo bảy siêu trình bày cùng với quý vị suốt trên dưới 2 tiếng đồng hồ, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta qua lời Đức Thầy chỉ giáo là cái đề tài cuối cùng là chúng ta phải cố gắng làm nền niệm Phật để chi, để Đức Phật A Di Đà đang chờ mình, không? Rồi bây giờ Đức Thầy cũng đang chờ mình thì chúng ta phải ráng để mà cho Đức Thầy chờ. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là sao? Ao sen báo Tây Phương đưa nở chờ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Tây Phương đưa nở qua liên chờ, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Ao sen báo Tây Phương đưa nở chờ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, đúng không? Là Đức Phật A Di Đà đang chờ mình. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đang chống chờ, mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đang tìm kiếm những người hiền đức. Vậy thì bây giờ chúng ta phải gắng tu và gắng niệm Phật để cho Đức Phật A Di Đà mình chờ những cô bác anh em dùng đạo. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không để cho Đức Phật A Di Đà chờ thì có một chỗ khác đang chờ mình, đó là chỗ nào? Chốn âm ti ngô đầu mã diện, đang trong ngày tới số bất hồn cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ. Chờ gì? Chờ, chờ mãn phúc ra tay bẻ hụng tiêu tùng của bác anh em nhân đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi coi như là xin tạm dừng, và trước khi rời khỏi vị trí này chân thành cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị ủng hộ tinh thần Phật pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên công đức. Nếu như có điều chi gọi là phước duyên công đức là chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại tạo thành một món quà khinh thanh công đức hồi hướng cho Phật cho chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thấy, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hướng linh người quá dạng là đấng thân đồng đạo Úc Loan hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhã tách thượng duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tâm bảo lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân khỏe tâm an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn và tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trở lại
tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày long qua đại hội.